Đi vô nè, sáu cây còn cùi đất á, chưa tính trên cây nữa. Vậy nó đẩy gì ba để xa chứ mẹ. Khục lắm. Nè, dấu chân đi rồi bấy trời, nang nang cái bông mình nè. Nó bông cỏ đó. Đi bấy đi chứ. Nó chỗ này được khổm là cái chọc con tôm hú nó bây giờ không biết sao. Giờ cứ kêu đại đi. Nhóc chân nát này hỏi mấy chục tôm hú à. Có ờ bữa không vô có đâu chạy cánh này dí cánh ừ ghê trời bây giờ nó chạy nha chạy ngang chạy ngang nghi chắc không ăn nổi quá nghi chắc không ăn được quá đồ hổm đâu có miếng nước nào đâu thẳng tới 2 mét nữa coi coi nó có sầu sầu không thấy không ừ vô đó đó gì ừ kiếm nó chạy vòng đó đâu gì thì đương nhiên là nó chạy rồi mất hả uống vậy thì biết chẳng chạy nhưng mà cái nước này nè anh nhìn vô cái lá này có ướt nước chứ là làm sao chạy khỏi được trời đất đặt khỏi cái này khô gan à làm sao chạy ra khỏi đây được gớ đầu mau đầu nó nằm á nó lũi nằm á nó không chạy đâu hồi nãy bắn nó chạy thấy đi gì con này nó phải dừng bịp bịp đâu sợ một quả chém về thôi coi coi có máu vòng vòng mới có không tới đâu à tới hướng nào bên này không có máu là không có nó nè đúng rồi chim ra đó tới đây rồi tới đâu mò theo đây nè vô đây nè đây nè vô đây nè vô đây nè đây nè nó máu tới đó luôn kìa đâu đây à. Nè vòng vòng ở dưới đâu nhìn máu rồi mình máu dưới cỏ rồi đây nè lết đây nè thấy không ừ. Tiếp không có đâu nè máu nè máu nè kiếm đây nè dí lại thua rồi mà thua con này nó có xu hướng là leo đó nó muốn leo biết rồi cứ có ít máu rồi lụm thôi chưa qua đây nè cả là chưa qua đây kiếm vòng đó này chưa qua đây chưa thấy ít máu cái xe nằm đâu đó đây là máu này cả này đây nè
máu này nè, tới đây nè, tới đây nè cánh ơi, nằm khu vực này nè. Không, dạ. Dạ. Nhìn nhìn xung quanh có máu không? Nè, tới đây mất dấu rồi nè. Nè, máu đây nè. Nè, đây máu đây nè. Nè nè nè, ba nè. Nó bay quay nè. Tới đây nè. Hướng này hả? Nè. Nó sạc máu đây, đập cánh đây nè. Máu đây nè. Nè. Qua đây. Má căng vậy. Nhìn này có máu rồi nữa không? Gãy cánh rồi, chạy không khổ đâu. Xử nó lên. Thấy nó không? Thấy anh, thấy anh đây. Anh nhớ chạy quay em chụp luôn nè. Tới số rồi con. Tới số rồi con. Lần thấy dính máu đó mà. Mình dính cảnh lần thấy dính máu đó. Ừ, nhúng dính cái nữa. Kìa, lội kìa. Cảnh dính mướn kìa. Thôi hay lắm cảnh ơi. Ha, hai anh em mình phải mò theo dính máu đó nè. Từ ngoài kia mà nó chạy tới đây luôn trời, nó bự trời. Đợt hổ mà ở đây cảnh nhách hả? Nó mới mưa hay sao á. Nghĩ cái này nãy cái khô này ăn cảnh hả? Nè. Ê, còn kìa. Trời cháu vậy. Trời ơi. Cho qua mấy kia với lụm luôn không? Gì cha. Không xuống nước là xong rồi. Chị gì vậy? Không có anh em. Nó hơi bị gấp á. Rồi, hết ăn luôn, lẹ cảnh ơi, chui nó kìa cảnh. Nãy ăn trúng viên nữa hả? Rồi. Lẹ cảnh này chạy bánh đi. Rồi xong nữa rồi, mất nữa rồi. Kiệt. Lẹ. Ờ, dài nó chui hết nổi rồi. Hay lắm cảnh ơi. Dính chưa? Dính chưa? Rồi xong. Căng não vậy má, con này khó ăn vậy. Không phải xàm mà là mình chậm quá. Cần đầu đó nè, nó nằm đâu đó, thấy đâu không? Em canh đây, em sợ chạy qua thôi. Hai anh em mò cũng buổi trời mà. Rồi xong. Hai anh em mò dính máu anh em chi tìm tung tích. Bự quá vậy anh cảnh này.